Ngoài Tây Nguyên và Nam Bộ, miền Bắc ngày hôm nay cũng có mưa dông từ chiều đến đêm. Ngày hôm nay thì miền Bắc có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to ở khu vực vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Có điểm mưa rất to trên 100mm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi. Tây Nguyên và Nam Bộ thì đang trong giai đoạn mưa cao điểm. Ngày hôm nay và ngày mai, mưa dông mạnh vào buổi chiều. Lượng mưa phổ biến từ 50 cho tới 100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm, đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở ở khu vực cao nguyên. Và trong 30 phút đầu, cơn dông có thể có sấm sét và gió giật mạnh. Tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị ứng phó bão Doksuri sắp đổ bộ. Tại thành phố Hạ Môn, thì mức ứng phó khẩn cấp đối với bão đã được nâng lên là cấp 1. Tất cả các ngành nghề trong thành phố, trừ các dịch vụ thiết yếu như là điện và nước sẽ được yêu cầu là tạm dừng hoạt động. Giao thông công cộng, trong đó có tàu điện ngầm và xe buýt sẽ ngừng hoạt động từ 20 giờ ngày hôm nay. Người dân được khuyến cáo là ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Như tại thành phố Trường Châu thì 16 chuyến phà chở khách đã được yêu cầu tạm thời dừng hoạt động, tìm nơi tránh trú an toàn. Trung Quốc cũng đã gia hạn cảnh báo màu đỏ, tức là mức cao nhất đối với bão Doksuri. 92 triệu trẻ em tại châu Âu, Trung Á, tức là khoảng một nửa dân số trẻ tại khu vực này sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng từ các đợt nắng nóng thường xuyên, cảnh báo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Báo cáo này nêu rõ trẻ em đặc biệt nhạy cảm trước các tác động của nắng nóng dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh gồm cả sốc nhiệt nhiều hơn. Các đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng đến giáo dục cho trẻ em khi làm giảm khả năng tập trung và học tập. Dự báo đến năm 2050 thì tất cả trẻ em ở khu vực châu Á và Trung Á cũng sẽ phải trải qua các đợt nhiệt độ cao thường xuyên hơn. Bão Doksuri cũng là cơn bão số 2 trên Biển Đông. Dù không đổ bộ vào đất liền nước ta, nhưng vẫn gây sóng to, gió mạnh trên nhiều vùng biển. Dự báo vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Từ đêm nay thì sóng gió mới giảm dần. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vâng, toàn bộ tàu thuyền đánh bắt này cũng như các hoạt động hàng hải khác ở các vùng biển này thì có khả năng cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, và khả năng thời tiết xấu sẽ còn duy trì trong 2 đến 3 ngày tới ạ. Vâng, và cũng do ảnh hưởng của thời tiết biển xấu cho nên là tỉnh Kiên Giang cũng đã tạm dừng hoạt động của các tàu phà từ Rạch Giá đi các đảo trong tỉnh. Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết là hiện tại sẽ chỉ có riêng tuyến là Rạch Giá, Hòn Sơn sẽ được phép hoạt động do tàu lớn chịu được gió mạnh. Còn các tuyến tàu khác từ Rạch Giá đi các đảo và ngược lại thì đã bị dừng hoạt động do gió mạnh và sóng lớn. Việc nối lại hoạt động của các tàu sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Theo dự báo thì trong ngày hôm nay, vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa dông rải rác và gió có thể mạnh cấp 6, giật đến cấp 7. Một chiếc thuyền chở khách đã bị lật do gió mạnh gần thủ đô Manila của Philippines vào ngày hôm qua, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Theo giới chức địa phương thì 40 người đã được giải cứu, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên khoang thuyền khi xảy ra tai nạn. Cảnh sát Philippines cho biết chiếc thuyền gặp gió mạnh chỉ còn cách đất liền khoảng 45m. Hành khách hoảng sợ và di chuyển sang một bên khiến thuyền bị lật. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục được triển khai. Nhật Bản ngày hôm qua đã ban hành cảnh báo say nắng ở nhiều vùng trên cả nước do nhiệt độ tăng cao. Theo đó, thì cảnh báo say nắng đã được đưa ra với 35 trong tổng số 58 khu vực, bao gồm cả Tokyo và Kyoto. Đây là các địa phương đang hứng chịu nền nhiệt độ cao trong những ngày qua. Như tại Tokyo thì nhiệt độ cao nhất vào thời điểm giữa trưa là khoảng 36,9 độ và ở Kyoto là 38,1 độ. Nhiều người dân đã phải sử dụng các biện pháp chống nắng để đối phó với cái nóng khắc nghiệt. Hôm nay 28 tháng 7, bão Doksuri đã quét qua Đài Loan Trung Quốc, quật đổ nhiều cây cối gây mất điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, khiến cho nhà chức trách ra cảnh báo gió cực mạnh và chỉ thị là tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh. Bão Doksuri được cơ quan thời tiết Đài Loan Trung Quốc xếp là cơn bão mạnh cấp 2, di chuyển với tốc độ gió tối đa là 191 km/h. Trước cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất, các trường học và văn phòng ở khu vực phía nam Đài Loan Trung Quốc tiếp tục phải đóng cửa trong ngày thứ hai. Bão cũng đã khiến cho hơn 186.000 hộ gia đình bị mất điện và quật đổ hàng trăm cây xanh tại thành phố Cao Hùng. Các khu vực miền núi phía đông và nam của Đài Loan Trung Quốc ghi nhận lượng mưa hơn 1.000mm.
Vùng biển ngoài khơi Florida của Mỹ ghi nhận đầu tuần nhiệt độ cao chưa từng thấy. Vùng nước nông ở ngoài khơi Florida đã đạt 37,8 độ C trong vài giờ hôm 24 tháng 7. Đỉnh nhiệt là 38,4 độ C được ghi nhận vào 6 giờ chiều cùng ngày. Dù không có kỷ lục thế giới chính thức về nhiệt độ mặt biển, một bài báo năm 2020 thì đã phát hiện ra là nhiệt độ cao trước đây là 37,6 độ C ở vịnh Coes. Thành phố Phoenix, bang Arizona của Mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng cực điểm với nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng là 40 độ C. Trong thời tiết này thì người vô gia cư thuộc nhóm những người dễ bị tổn thương nhất và giới chức thành phố đã có giải pháp đó là chuyển đổi các container thành nhà năng lượng mặt trời để hỗ trợ những người vô gia cư ứng phó với nắng nóng. Những chiếc container được chuyển đổi thành nhà chạy bằng năng lượng mặt trời có thể xem là cứu tinh cho những người vô gia cư tại Mỹ trong những ngày thời tiết trên 40 độ C. Mỗi căn nhà nhỏ đều được trang bị điều hòa nhiệt độ tiện nghi. Chúng tôi đã thiết kế rất nhiều tòa nhà, nhưng chưa bao giờ tôi làm việc trong một dự án có thể giúp đỡ ai đó như vậy. Tôi thấy điều này thật sự ý nghĩa. Nhiệt độ ở Phoenix đã lập một kỷ lục mới khi lên tới 47 độ C trong 28 ngày liên tiếp. Các trung tâm tạm trú cho người di cư tránh nóng trong những ngày này đang trở nên quá tải. Vì vậy, những ngôi nhà container này được xem là giải pháp lâu dài, giúp người vô gia cư ứng phó trong tình hình thời tiết ngày càng cực đoan. Trời nắng nóng thế này, nếu ngã xuống đường có thể bỏng cấp độ 3. Có một nơi tránh nắng nóng là cách tốt nhất. Dự án nhà năng lượng mặt trời chuyển đổi từ container đang dần dần hoàn thiện. Nếu hiệu quả, dự án sẽ được nhân rộng tới nhiều nơi khác ở Mỹ để bảo vệ người vô gia cư tốt hơn trong mùa nắng nóng, tránh những trường hợp bị thương, thậm chí nguy hiểm tính mạng do thời tiết. Thưa quý vị, Việt Nam hiện còn khoảng 160.000 ha rừng ngập mặn, chiếm khoảng 1,5% diện tích rừng của Việt Nam. So với năm 1945 thì diện tích rừng này đã giảm hơn 140.000 ha, tức là khoảng 40%. Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong giảm nhẹ những tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động kinh tế xã hội, thế nhưng nhiều năm qua thì diện tích rừng vẫn tiếp tục bị suy giảm và biến mất, dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học. Cồn Lu thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nằm ở cửa sông ven biển, nơi sông Hồng đổ ra vịnh Bắc Bộ. Nơi đây là lá chắn đầu tiên để bảo vệ vùng lõi, khu vực rừng ngập mặn của vườn quốc gia Xuân Thủy. Nhưng tác động của triều cường đã khiến dòng chảy ở đây thay đổi. Trong vòng 10 năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu, thì rất nhiều diện tích rừng ngập mặn, rừng phi lao đã bị chết, bị đổ. Và bãi bồi của rừng ngập mặn và phi lao này đã bị nước biển xâm lấn vào khoảng từ 50 thậm chí tới 100 mét trong vòng vài năm gần đây. Dòng chảy và kèm theo đó là cát phủ lên cái lớp mặt của cái mặt đất của cái diện tích rừng ngập mặn, làm cho cái lập địa của cái cây ngập mặn như cây trang, cây sú, cây bần không được phải là cái điều kiện thích nghi nữa, bị chết tương đối là nhiều. Hiện nay nhiều bãi bồi vốn là nơi nuôi trồng thủy sản của người dân ở địa phương ven biển cũng bị sạt lở. Một vài khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nơi ươm giống thủy hải sản bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Nhiều loài chim di trú nguy cấp quý hiếm như là cỏ trắng Trung Quốc này, rồi bồ nông, ngỗng trời không được ghi nhận tại Xuân Thủy trong nhiều năm qua. Một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ bản địa có giá trị kinh tế cao như là móng tay rồi, cái loài giá đang bị thu hẹp về phạm vi phân bố và nguy cơ là biến mất. Đầu năm 1989, vùng đất ngập nước ở cửa sông ven biển thuộc huyện Xuân Thủy gia nhập Công ước Ramsar về bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi di trú của những loài chim nước. Đây là khu Ramsar thứ 50 của thế giới, đầu tiên của Đông Nam Á và đầu tiên của Việt Nam. Nhưng tại đây, diện tích rừng trên cát mỗi năm đều giảm, riêng 2 năm trở lại đây đã giảm mất 5 hectare. Kỷ nguyên của hiện tượng ấm lên toàn cầu đã chấm dứt và kỷ nguyên nung nóng toàn cầu đã bắt đầu. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tác động kinh khủng của biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres bày tỏ lo ngại khi mà nắng nóng gay gắt khắp Bắc bán cầu trong mùa hè khắc nghiệt, nhiệt độ bề mặt đại dương tăng lên mức bất thường. Chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng 7, thế nhưng không thấy dấu hiệu nhiệt độ giảm ở khắp 3 châu lục. Các nhà khoa học dự báo là tháng 7 năm nay đang trên đà trở thành tháng nóng nhất trong lịch sử. Các tác động
cực đoan của biến đổi khí hậu phù hợp với dự báo và hàng loạt các cảnh báo của giới khoa học. Tuy nhiên, tốc độ của hiện tượng này đang diễn ra đáng kinh ngạc. Trước thực tế này, thì Tổng thư ký Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi là nhanh chóng hành động sâu rộng, đặc biệt là hạn chế tối đa việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nhật Bản cũng đang phải trải qua một đợt nắng nóng tại nhiều khu vực với mức nền nhiệt cao bất thường, nguy cơ xảy ra tình trạng sốc nhiệt trên diện rộng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Thông tin thêm từ phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam từ Nhật Bản. Trong ngày hôm qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực của Nhật Bản đã tăng cao bất thường. Mức nền nhiệt cao nhất đo được tại thành phố Hirakata, tỉnh Osaka là xấp xỉ 40 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ đo được tại gần 90% các điểm quan trắc của cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng là trên 30 độ C. Nhiều nơi chiều tối vẫn ghi nhận được mức nền nhiệt cao trên 35 độ C, mức nhiệt được coi là cực kỳ nắng nóng. Theo dự báo, từ ngày 28 tháng 7 cho đến mùng 3 tháng 8, nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trên toàn Nhật Bản, kể cả khu vực Hokkaido, vốn mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ cao nhất dự báo vào giữa trưa là khoảng 35 đến 38 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người dân phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt trong thời tiết cực đoan như sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, hạn chế các hoạt động ngoài trời, bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể. Nhật Bản đã từng trải qua đợt nắng nóng kỷ lục hồi năm 2018. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng với sự tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu thì nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên, cùng với đó là số ngày nắng nóng tại nước này cũng có thể tăng lên 1,4 lần. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam,